còn độc canh. Xen canh để vườn nhà phát triển. Trừ hại sâu bệnh bằng những chế phẩm sinh học. Ở nhà gia đình cũng có làm về nông nghiệp, nhưng mà hay là thật sự hay là cái ở nhà hay là gần như là có thể nói là không sử dụng cái phân bón hóa học là không được, và đang rất là đau đáu cái vấn đề đó, và kể cả những cô chú xung quanh cũng như thế. Anh hay là tìm ra cái giải pháp cái nông nghiệp thì em tìm hiểu rồi đi học thì phát hiện ra hay là cái mô hình là vườn gần này nè, nó có thể giúp cho người nông dân hay là không sử dụng phân bón hóa học thuốc trừ sâu luôn, nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng nông sản tốt. Võ Quốc Lập, 27 tuổi, tốt nghiệp ngành hóa dược trường Đại học Cần Thơ. Khi còn là sinh viên thì Lập đã cùng những người bạn của mình thành lập nhóm dưỡng thuốc Nam với vai trò chủ nhiệm nhóm. Lúc đó thì nhóm của Lập đã trồng dược liệu theo mô hình vườn rừng. Vườn thuốc sinh trưởng rất tốt dù không sử dụng bất kỳ phân thuốc hóa học hay là thuốc trừ sâu nào. Và cũng từ đây thì Lập đã bắt đầu tìm tòi, học hỏi và quyết định theo đuổi mô hình vườn rừng. 6 năm qua, mô hình vườn rừng ngày càng hoàn thiện hơn. Vậy thì mô hình này cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với Đồng Tháp để gặp gỡ chàng trai này nha. Võ Quốc Lập, quê ở Đồng Tháp. Chàng trai rất vui mừng khi quê mình đã có mô hình vườn rừng đầu tiên. Đây là cách làm nông nghiệp thuận theo tự nhiên, không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Vườn rừng này của chị Lê Phạm Thị Tường Anh được Lập tư vấn thiết kế được 3 tháng và đã có kết quả. Thật ra một ngày tôi dành khoảng chừng chỉ có 1/4 thời gian để mà ở ngoài vườn thôi. Tại vì mình không dành quá nhiều thời gian. Có thể lúc ban đầu mình sẽ dành rất là nhiều thời gian cho nó. Nhưng mà khi mà cái khu vườn đi vào quỹ đạo rồi á, thì nó sẽ tự vận hành theo cái cách của nó. Mình cũng không phải xài phân thuốc gì hết. Nhìn vào vườn rừng này, cảm nhận đầu tiên là khó phân biệt được cây trồng nào chủ lực. Cứ mỗi loại cây một ít. Nhưng không phải vì vậy mà chủ vườn có thể trồng bất cứ cây gì. Những cây trồng trong vườn hay gần nhau phải hỗ trợ cho nhau. Ví dụ điển hình là khoảng đất trồng bạc hà này. Kế bên bạc hà là cây é tía. Hay cách đó không xa là cây đu đủ. Hay cách một khoảng nữa là cây đậu. Việc là trồng đậu kế bên là để cho nó cải tạo đất, cho là cây bạc hà nó tốt hơn. Đậu thì sâu bệnh nó rất là thích ăn, nên nó sẽ ăn cây đậu trước, nên hay là cây bạc hà hay là nó sẽ tránh khỏi cái sâu bệnh. Và khi mà mình quan sát cái khu vườn hay là mình thấy bắt đầu cây đậu là nó có cái dấu hiệu bị sâu ăn đi, thì mình sẽ tìm các giải pháp, ví dụ như là dùng một số cái chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Cây đậu là nó bị sâu của nó bị xua đuổi ra ngoài, thì tức có nghĩa là giờ đó là cái cây bạc hà của mình nó vẫn còn nguyên vẹn. Có nghĩa là giống như là mình dùng cái thuật ngữ một số người gọi là dùng là cây hy sinh đó, là dùng nó để hy sinh và dùng nó để báo hiệu trước là cái dấu hiệu sâu bệnh để mình quản lý cái sâu bệnh cho nó được tốt hơn. Còn trường hợp sâu bệnh quá nhiều, thuốc diệt sâu bệnh được thay thế bằng những chế phẩm sinh học. Chế phẩm sinh học cũng chính từ vườn rừng. Mình có thể là từ những cái nông sản và những cái sản phẩm ở trong vườn nè, ví dụ như từ chuối nè, rồi từ cái ớt, rồi từ măng, rồi từ đu đủ, là những cái sản phẩm mà mình có sẵn ở trong vườn thì mình làm những cái chế phẩm sinh học đó để nó giúp là nó xua đuổi côn trùng. Mình sẽ làm những cái chế phẩm sinh học từ imo đó, rồi sau đó mình đem đi ngâm là nó sẽ tạo ra cái dịch chiết đó, thì nó trong cái những chế phẩm đó thì nó sẽ có một cái môi trường axit, thì nó sẽ làm là cho nó làm hư cái trứng của cái sâu bệnh, và hay là cái sâu bệnh hay là nó sẽ không, cái trứng nó sẽ không phát sinh, thì cái sâu non đó là nó sẽ không có sinh ra được, và cái nó sẽ không gây hại cây trồng. Thế nhưng mô hình vườn rừng này cốt lõi chính là nông dân phải giữ cho đất tốt, từ đó cây sẽ tốt, sâu bệnh tự động giảm hẳn. Và để cải tạo đất tốt, ngoài việc phủ rơm, Lập đã phủ dụng cây tắc bã hữu cơ như rễ của rau nhút, rễ thân sậy khô. Sau khi mà không có mưa thì nó vẫn là ở trong đất, nó vẫn duy trì cái độ ẩm, và chính những cái hàng này khi mà nó phân hủy nó sẽ tạo trả lại cái hữu cơ cho đất. Và hay là khi mà chúng ta cứ cắt cái phần sinh khối từ cây cỏ vetiver ở bên ngoài, chúng ta cắt rồi cái chúng ta đem chúng ta phủ trở lên, thì cái hữu cơ nó được cung cấp liên tục và nó thay thế cho những cái phân bón mà chúng ta dùng trong cái canh tác nha, và nó giảm thiểu cái chi phí cho người nông dân. Ngoài ra những cái trong đây là nó còn chứa những cái con mà côn trùng, và nó có khả năng là côn trùng thiên địch, thì nó sẽ giúp cho là khi mà cái sâu bệnh nó phát sinh ở trên đây, cái sâu nó phát sinh trên đây,
thì nó sẽ từ những cái côn trùng và nó ăn thịt ở đây nó sẽ đi lên để nó ăn thịt. Khi mà tôi cũng có thử trồng về cái mô hình, theo một cái mô hình thí điểm rồi, trồng thử thì một loại nó có phân thuốc, một loại không có phân thuốc á, thì cái hàm lượng tinh dầu của một cái loại cây bạc hà mà trồng trong cái mô hình vườn rừng á thì nó gấp rất là nhiều lần, nó thơm rất là nhiều lần so với cái mà trồng có phân thuốc. Giống như cái lá nó tuy nhỏ nhưng mà cái hàm lượng tinh dầu rất là cao. Và khi mà mình xài hoặc là mình trong quá trình là mình hái mình sử dụng á thì mình cảm thấy được cái sự khác biệt rõ rệt đó luôn. Kết quả này như tiếp thêm động lực cho Lập. Chàng trai luôn mang niềm mơ ước lan tỏa những kiến thức về làm nông nghiệp thuận tự nhiên để bà con nông dân tạo ra nông sản sạch, đa dạng hóa được sản phẩm, đồng thời giảm thiểu được những tác động của biến đổi khí hậu, hạn mặn, ô nhiễm môi trường. Vườn rừng sẽ bảo vệ môi trường, hướng đến một hành tinh xanh. Hiện nay, Lập cùng các bạn đang thực hiện dự án vườn rừng tre mở ở U Minh Thượng, Kiên Giang. Đây sẽ là khu vườn kiểu mẫu trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cập nhật đến quý khán giả. Hy vọng mô hình vườn rừng của chàng trai trẻ này nhận được sự hưởng ứng của tất cả bà con nông dân, cùng chung tay làm nông nghiệp bền vững theo hướng thuận thiên.